trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo Điện tử, Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trân trọng giới thiệu ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Mic Group. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên đại diện cho một số cơ quan của Quốc hội, các cục, vụ viện, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ban ngành, cơ quan, đơn vị của Trung ương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, về phía đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang. Đại biểu các tỉnh thành phố, xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu tỉnh Bắc Cạn do đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Kính thưa quý vị, đến tham dự lễ khai hội Xuân Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang hôm nay còn có đại biểu đại diện cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Hải Dương và Lào Cai. Xin được trân trọng giới thiệu đại biểu lãnh đạo đại diện huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh bạn, thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị, về phía đại biểu tỉnh Bắc Giang, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Hải, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lại Thanh Sơn, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ôn Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Từ Minh Hải, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Kính thưa quý vị, tham dự lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của Trung ương và của tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, phòng văn hóa và thông tin, thành phố, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các huyện, thành phố, thị xã, đại biểu là tăng ni Phật tử và các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi cũng xin được chào đón các cơ quan thông tấn báo chí, trung ương và địa phương đã về tham dự và đưa tin. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đã về tham dự chương trình khai hội ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ gồm những nội dung sau. Một, màn nghệ thuật khai từ. Hai, chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Linh Thiêng Tây Yên Tử. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Bốn, diễn văn lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. 5. Phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 6. Chúc phúc Tân Xuân. 7. Đánh trống, thỉnh chiêng khai hội. Và 8. Là nghi lễ cầu quốc thái dân an. Kính thưa quý vị, sau khi kết thúc chương trình lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch, Ban Tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu các tỉnh, thành phố bạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đại biểu các sở, ban ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, dùng cơm tại nhà hàng ven suối, phía sau cổng Hoàng Thành, trên đường lên nhà ga Cáp Treo. Trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách mời khác sẽ dùng cơm của tỉnh ở tại nhà hàng bên hồ. Xin được trân trọng thông báo cùng quý vị. Gió thổi hết rồi. Thank you.
trôi bồng bềnh đẹp ngắn trai đi từ quê. Chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị về dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Kính thưa quý vị, chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình phát thanh Bắc Giang và 45 tỉnh tiếp sóng. Và lần đầu tiên, cho phép Huyền Sâm thay mặt cho ban tổ chức, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, Tuần Văn hóa Du lịch với chủ đề Linh Thiêng Tây Yên Tử nhằm giới thiệu đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu đặc sắc của Bắc Giang. Thưa quý vị, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch về miền đất thiêng Tây Yên Tử, tăng cường quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, khẳng định du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện và mến khách. Kính thưa quý vị, và bây giờ là chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Tây Yên Tử. Chỉ đạo nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, đơn vị chủ trì Sở Văn hóa, chương 1 với nhan đề Cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm và con đường Hoàng Dương Phật Pháp. Chương 2 với nhan đề Bắc Giang điểm đến văn hóa lịch sử và du lịch. Chương 3 Bắc Giang tiềm năng tỏa sáng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Tây Yên Tử chính thức được bắt đầu. Năm 1278, Hoàng Thái tử Trần Khâm lên ngôi hoàng đế, hiệu là Trần Nhân Tông, là một người thông minh hiếu học. Đặc biệt là ngài ham học thiền, nên mỗi khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách để bàn giải về tâm tông, tham học thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi giặc Nguyên Mông sang xâm chiếm Đại Việt, đức vua Trần Nhân Tông gác việc tu học Phật pháp để lo giữ gìn xã tắc. Với tài mưu lược sáng suốt,
đưa đạo vào đời, Ngài đã áp dụng pháp luật hòa để gắn kết nhân dân thành một khối đại đoàn kết. Nhờ đó, Ngài tạo nên sức mạnh toàn dân, giúp hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông năm 1285, 1287, 1288, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của dân tộc. Sau 15 năm trị vì đất nước, đến năm Quý Tỵ 1293, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Thuyên, tức vua Trần Anh Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng, chuẩn bị con đường xuất gia tu hành. Tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, Ngài xuất gia về tu hành tại núi Yên Tử. Truyền thuyết kể rằng, khi còn ở trên ngôi báu, trong một lần du ngoạn xem xét các địa thế hiểm yếu để xây dựng phòng tuyến chuẩn bị chống giặc Nguyên Mông xâm lược, Ngài đã tới vùng Đức La của huyện Phượng Nhãn, lộ Bắc Giang, có ghé thăm ngôi cổ tự tại làng Đức La, biết là đất thiêng, Ngài bèn cho xây dựng sửa sang ngôi chùa khang trang, đặt tên là Vĩnh Nghiêm Tự. Đến khi Ngài vào núi Yên Tử tu hành, Ngài đã cùng với hai đệ tử là Pháp Loa và Huyền Quang phát triển chùa Vĩnh Nghiêm, trở thành trung tâm đào tạo tăng đồ cho cả nước, là chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền mang đậm bản sắc Việt, cho san khắc Mộc Bản để in kinh lưu truyền. Từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm, dấu ấn Hoàng Dương Phật Pháp của Phật giáo Trúc Lâm đã được các thiền sư kế tiếp bảo tồn phát huy, mà minh chứng còn lại cho tới ngày nay là cả một hệ thống các ngôi chùa cổ dọc sườn Tây Yên Tử, Bắc Giang. Con đường Hoàng Dương Phật Pháp giáo hóa chúng sinh những tư tưởng tốt đẹp theo tinh thần Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các đệ tử của Người đã dày công xây dựng vun đắp. Con đường Hoàng Dương ấy đến nay vẫn được bảo tồn, được tiếp nối, phát huy hình thành nên không gian văn hóa linh thiêng Tây Yên Tử, Bắc Giang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tranh Phật chấn hưng Đại Việt, truyền pháp Phật đâu đó. Yến Tư Lương dân Trần Nhân Tông, Bồ Tát Giáng Sinh hạ cõi phàm, làm Bồ Đề đạo bảo vệ chúng sinh, tạo duyên cứu khổ Phật pháp vô độ. Giác ngộ muôn dân Trần Nhân Tông, dẹp giặc nguyên mông Đại Việt oai hùng, theo bước Phật đồ rời bỏ hoang cung, núi rừng làm nhà hạnh hạnh đâu đó. Bồ Tát Giáng Sinh hạ cõi phàm, làm Bồ Đề đạo bảo vệ chúng sinh, tạo duyên cứu khổ Phật pháp vô độ. Giác ngộ muôn dân Trần Nhân Tông, dẹp giặc nguyên mông Đại Việt oai hùng, theo bước Phật tổ rời bỏ hoang cung,
núi rừng làm nhà, anh hạnh đâu đã.
chốn huyền không tìm người trong em mộng. Tìm người trong em Giang Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, tạo cho Bắc Giang một không gian văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, với hàng nghìn di tích, hàng trăm lễ hội, nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, trong đó có nhiều di sản văn hóa được UNESCO, Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh, như dân ca Quan Họ, ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, di tích, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, di tích địa điểm chiến thắng Sương Giang. Bên cạnh đó, Bắc Giang có nhiều núi non hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Hồ Cấm Sơn, Khuôn Thần, rừng nguyên sinh Khe Rỗ, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, là nền tảng động lực để tỉnh Bắc Giang phát triển văn hóa và du lịch.
non cao gặp em du xuân mùa chảy hội lạc vào cánh hát mắt ai lung liếng trao duyên. Hứa cùng nhau ta đi thắp sáng núi rừng cho bản làng mãi nở hoa cho tình ta mãi là thơ đẹp như giấc mộng ta mơ cho bản làng mãi nở hoa cho tình ta mãi là thơ đẹp như you
Bắc Giang đi em, nghe anh kể về dòng sông thương nơi con người nghĩa nặng ân tình. Ngân nga câu hát người ơi, người ơi, trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, Bắc Giang luôn xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, chú trọng liên kết du lịch với các ngành kinh tế khác, tạo nên chuỗi giá trị cho sản phẩm du lịch địa phương. Định hướng phát triển du lịch Bắc Giang thời gian tới là tiếp tục xây dựng, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa hiện có, gắn với xây dựng sản phẩm du lịch con đường Hoàng Dương Phật Pháp của các vị Phật Tổ Phật Giáo Trúc Lâm Yên Tử, phục dựng các điểm di tích theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông, qua đó xây dựng phát triển du lịch miền đất thiêng Tây Yên Tử trở thành thương hiệu du lịch, để du lịch Bắc Giang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện và mến khách.